Ôn thi bằng lái xe, bài số 5. Driving Theory Test, Lesson 5, Hazard Awareness. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu uh, a hazard là gì. Thì một hazard tức một mối nguy hiểm là một tình huống có thể yêu cầu bạn trong vai trò một người lái xe. Phải phản ứng bằng cách hành động gì đó, chẳng hạn như phanh hoặc bẻ lái. Một hazard có thể là một mối nguy hiểm tĩnh, không chuyển động, Ví dụ như xe ô tô đang đỗ ngã ba, ngã tư hay vòng xuyến cũng có thể là một mối nguy hiểm có tính chuyển động. Ví dụ như người đi bộ, đi xe đạp hay lái xe khác cũng có thể là điều kiện đường và thời tiết xấu và có thể chính là bản thân bạn nếu bạn không đủ tỉnh táo khi lái xe. Câu 1, bạn thấy biển hiệu này phía trước, bạn nên để ý điều gì? Thứ nhất là con đường sẽ đi lên dốc, thứ hai là con đường sẽ xuống dốc. Thứ ba là con đường sẽ uốn cong mạnh về bên trái và thứ tư là con đường sẽ uốn cong mạnh về bên phải. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, con đường sẽ uốn cong mạnh về bên trái. Biển hiệu này cho thấy con đường sẽ uốn cong mạnh về phía bên trái. Hãy đi chậm lại và chọn số chính xác trước khi bạn bắt đầu rẽ. Câu 2, người lái xe ô tô màu đỏ, mũi tên chỉ vào như trong hình, nên nhận thức được mối nguy hiểm chính nào? Thứ nhất là ánh sáng chói trang từ mặt trời có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái xe. Thứ hai là chiếc xe màu đen có thể dừng đột ngột. Thứ ba là chiếc xe buýt có thể di chuyển ra đường phía trước người lái xe. Và thứ tư là xe đang đi đến từ hướng ngược lại sẽ cho rằng người lái xe này đang muốn rẽ phải. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Xe buýt có thể sẽ di chuyển ra đường phía trước người lái xe Nếu có thể làm điều này một cách an toàn Thì chúng ta nên nhường đường cho xe buýt trong trường hợp này Nếu là người lái xe đó Khi bạn đến gần một trạm xe buýt hay điểm dừng xe buýt Hãy nhìn xem có bao nhiêu hành khách đang chờ để lên xe Nếu người cuối cùng vừa bước lên xe Xe buýt có thể sẽ quành ra ngoài đường lúc đó để tiếp tục hành trình của họ Câu 3. Người đi đường nào trong hình dưới đây sẽ gây ra một hazard tức một mối nguy hiểm. Thứ nhất là chiếc xe đang đỗ, mũi tên A chỉ. Thứ hai là người đi bộ chờ băng qua đường, mũi tên B chỉ. Thứ ba là chiếc xe đang di chuyển, mũi tên C và thứ tư là chiếc xe đang quay đầu, mũi tên D. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, chiếc xe đang đỗ, mũi tên A. Chiếc xe có mũi tên A đang đỗ trong khu vực được đánh dấu bằng những đường ngoằn ngoèo ở ngã tư dành cho người đi bộ. Đỗ xe ở đây được coi là bất hợp pháp, nó ngăn chặn tầm nhìn cho người đi bộ, người mà muốn băng qua đường và hạn chế tầm nhìn ở giao lộ của các phương tiện đang đi đến đoạn này. Câu 4. Chuyến đi trên đường cao tốc của bạn rất tẻ nhạt và bạn cảm thấy buồn ngủ, bạn nên làm gì lúc này? Thứ nhất là dừng lại ở hard shoulder Tức vặt đất cạnh xa lộ để dừng xe rồi ngủ một giấc Thứ hai là mở một cửa xe cho thoáng và dừng xe khi có điểm an toàn và hợp pháp Thứ ba là tăng tốc để đến đích sớm hơn Và thứ tư là đi chậm lại nhường cho những lái xe khác vượt qua thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai hãy mở một cửa sổ xe ra cho thoáng và dừng xe khi có điểm an toàn và hợp pháp gần nhất. Không bao giờ được phép dừng lại ở hard sao để nghỉ ngơi Cách tốt nhất là tìm chỗ service gần nhất để nghỉ ngơi Nếu không thấy chỗ service nào Tức khu vực dịch vụ nào trong vài dặm Thì hãy rời khỏi đường cao tốc tại lối ra tiếp theo Và tìm một nơi an toàn và hợp pháp để nghỉ ngơi một chút Câu 5 Bạn nên sẵn sàng nhường đường cho loại phương tiện nào khi đến gần cây cầu chui này Thứ nhất là xe đạp Thứ hai là xe buýt Thứ ba là xe máy Và thứ tư là ô tô Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai xe buýt Một chiếc xe buýt 2 tầng hoặc xe tải cao to sẽ cần phải đi ở trung tâm của con đường để có thể qua cây cầu này Vì cái cây cầu này ở hai bên nó hơi thấp hơn so với ở giữa cầu Hãy quan sát phía trước để lái xe qua cầu và sẵn sàng dừng lại nhường đường cho các phương tiện lớn hơn đang đi tới Ví dụ như xe buýt hoặc xe tải to Câu 6, trong tình huống như hình bên, người lái xe ô tô đang đi đến gần ngã tư phải làm gì? Thứ nhất là tiếp tục lái xe với cùng tốc độ, thứ hai là bấm còi, thứ ba là lái xe qua thật nhanh và thứ tư là đi chậm lại và sẵn sàng dừng lại. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Trong tình huống này, người lái xe nên đi chậm lại và sẵn sàng để dừng lại. Khi lái xe, bạn hãy nhìn về phía trước để xem liệu có bất kỳ mối nguy hiểm nào đang phát triển không. Điều này sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn để đối phó với chúng theo cách chính xác. Người đàn ông trong bức tranh này rõ ràng đang có ý định băng qua đường. Trong tình huống này, bạn nên di chuyển với tốc độ cho phép, kết hợp kiểm tra gương, giảm tốc độ và dừng lại trong thời gian hợp lý. Bạn không cần phải phanh gấp. Câu 7 bạn đang lái xe trên một chuyến đi xa Bạn có thể làm gì để giúp ngăn ngừa mệt mỏi Thứ nhất là ăn một bữa ăn lớn thật no trước khi lái xe Thứ hai là nghỉ giải lao vài lần trên đường nếu có thể Thứ ba là bật nhạc lớn trong xe Và thứ tư là lái xe xuyên suốt hành trình mà không cần dừng lại Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Nghỉ giải lao vài lần trên đường nếu có thể Lái xe đường dài có thể rất nhàm chán và mệt mỏi. Trong khi đó ngồi trong xe ấm áp, ngột ngạt có thể khiến bạn mệt và buồn ngủ. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nghỉ ngơi tại một vài nơi để giúp bạn tỉnh táo hơn. Hãy dừng lại ở một nơi an toàn nào đó, ví dụ như ở chỗ short break service để nghỉ ngơi một chút trước khi bạn cảm thấy quá buồn ngủ. Câu 8, bạn đang đi trên xa lộ hai chiều và thấy một phương tiện phía trước đang nhấp nháy đèn vàng đó có thể là phương tiện gì thứ nhất là xe cứu thương thứ hai là xe cứu hỏa thứ ba là xe bác sĩ và thứ tư là xe của người khuyết tật thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư xe của người khuyết tật đèn nhấp nháy màu vàng trên xe cho thấy nó là một phương tiện xe di chuyển chậm xe chạy bằng battery power được sử dụng bởi người khuyết tật được giới hạn ở mức 8 dặm trên một giờ Họ không nên lái xe trên xa lộ 2 chiều vì ở xa lộ 2 chiều giới hạn tốc độ của các phương tiện khác là khoảng 50 dặm trên giờ. Nếu cần phải lái xe trên xa lộ 2 chiều thì xe của người khuyết tật phải sử dụng đèn nhấp nháy màu vàng để mọi người có thể nhìn thấy và nhận biết. Câu 9. Loại phương tiện nào bạn có thể gặp ở giữa đường khi thấy cây cầu này? Thứ nhất là xe tải, thứ hai là xe đạp, Thứ ba là xe ô tô và thứ tư là xe máy. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, xe tải. Điểm cao nhất của cây cầu nằm ở trung tâm, vì vậy một chiếc xe lớn và cao như xe tải có thể sẽ cần phải di chuyển ra giữa đường để có đủ không gian để đi qua dưới cây cầu này. Câu 10. Bạn vừa bị người lái xe mô tô này vượt qua khá nhanh và đột ngột. Bạn nên làm gì trong tình huống này? Thứ nhất là bấm còi. Thứ hai là phanh gấp. Thứ ba là giữ một khoảng cách an toàn với chiếc xe đó. Và thứ tư là nháy xi nhan. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Giữ một khoảng cách an toàn với chiếc xe mô tô đó. Nếu một chiếc xe khác đột ngột vượt lên trên phía trước xe bạn, hãy giảm tốc độ, và giữ một khoảng cách an toàn, cố gắng không phản ứng thái quá bằng cách phanh gấp hoặc bẻ lái vì bạn có thể bị mất kiểm soát. Nếu chiếc xe đang đi phía sau bạn đang ở cự ly khá gần bạn hoặc không để ý tình huống này, nó có thể dẫn đến một vụ tai nạn xe. Câu 11, uống rượu khi lái xe có ảnh hưởng gì? Thứ nhất là đánh giá kém về tốc độ. Thứ hai là mất tự tin. Thứ ba là phản ứng nhanh hơn và thứ tư là nhận thức rõ hơn về nguy hiểm. Trà án đúng ở đây là án thứ nhất, đánh giá kém về tốc độ. Rượu sẽ làm giảm nghiêm trọng khả năng lái xe và đi xe an toàn của bạn và gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu bạn lái xe quá tốc độ và bị bắt vì tội lái xe quá tốc độ với nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Uống rượu bia còn có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, gây ra sự tự tin thái quá, làm giảm sự phối hợp và kiểm soát tốc độ khi lái xe. Câu 12 bạn vừa mới vượt qua đoạn đường có đèn cảnh báo này nguy hiểm gì có thể sẽ thấy tiếp theo. Thứ nhất là một đoạn đường dây giao đường cái, thứ hai là một trạm cứu thương, thứ ba là một người cầm biển hướng dẫn trẻ sang đường ở trường học và thứ tư là một cây cầu đóng mở. Thì đáp án đúng ở đây là đoạn án thứ ba. Bạn sẽ thấy có một người cầm biển hướng dẫn trẻ sang đường ở trường học. Những đèn này cảnh báo rằng trẻ em có thể đang băng qua đường đến một trường học gần đó, hãy đi thật chậm lại để bạn sẵn sàng dừng lại nếu cần thiết. Câu 13, tại sao một số tên địa điểm được viết ở trên mặt đường? Thứ nhất là để hạn chế lưu lượng giao thông. Thứ hai là để cảnh báo bạn về giao thông phía trước. Thứ ba là để cho phép bạn thay đổi làn đường sớm và thứ tư là để ngăn bạn đổi làn đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Để cho phép bạn thay đổi làn đường sớm Tên của các thị trấn và thành phố Có thể được vẽ trên đường Tại các nút giao thông bận rộn Và hệ thống đường phức tạp Mục đích của chúng là cho phép bạn biết mình cần đi vào làn đường nào để ra thao đó và di chuyển sang làn đường thích hợp trong thời gian tốt, khiến việc lưu thông trở nên tốt hơn. Câu 14. Điều gì sẽ khiến bạn bị phân tâm nghiêm trọng khi lái xe? Thứ nhất là nhìn vào bản đồ chỉ đường Thứ hai là bật nút Demister để giải tỏa mù xương Thứ ba là phun nước rửa kính ô tô Và thứ tư là nhìn vào gương chiếu hậu Thế ra đúng ở đây là đáp án thứ nhất Nhìn vào bản đồ Nhìn vào bản đồ đường trong khi lái xe là rất nguy hiểm Nếu bạn không chắc chắn về tuyến đường của mình Hãy dừng lại ở một nơi an toàn và kiểm tra bản đồ rồi tiếp tục hành trình, bạn không nên để bất cứ điều gì khiến bạn bị phân tâm khi đang lái xe. Câu 10 năm, những loại kính nào sau đây không nên đeo khi lái xe vào ban đêm? Thứ nhất, kính gọng nửa vầng trăng thứ hai, kính gọng tròn, thứ ba, kính hai tròng và thứ tư là kính màu, kính mờ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư kính có màu, kính mờ. Nếu bạn đang lái xe vào ban đêm hoặc trong tầm nhìn kém, ống kính bị mờ sẽ làm giảm hiệu quả của tầm nhìn của bạn bằng cách giảm lượng ánh sáng chiếu vào mắt bạn. Câu 16. Hành vi và thái độ của một tài xế xe khác trên đường đã làm bạn khó chịu và buồn bực. Bạn nên làm gì để vượt qua sự cố này một cách an toàn? Thứ nhất là dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Thứ hai là hét lên để quát họ. Thứ ba là ra dấu hiệu tay với họ và thứ tư là đi theo sau họ nháy đèn pha. Thế là đúng ở đây là đáp án thứ nhất, hãy dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Nếu bạn cảm thấy mình trở nên căng thẳng hoặc buồn bã, hãy dừng lại ở một nơi an toàn và nghỉ ngơi. Mệt mỏi có thể làm cho mọi thứ tồi tệ hơn và có thể gây ra một phản ứng khác nhau, có thể đảo lộn tình huống. Câu 17. Một chiếc xe tải di chuyển chậm có gắn biển báo này đang đi ở làn giữa của đường cao tốc có 3 làn. Bạn nên vượt qua chiếc xe này như thế nào? Thứ nhất là thận trọng tiếp cận xe tải, sau đó vượt qua ở một trong hai làn ở hai bên xe. Thứ hai là không vượt qua xe tải và rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. Thứ ba là sử dụng làn đường bên phải và vượt qua xe tải bình thường ở phía bên phải. Và thứ tư là tiếp cận cẩn thận và vượt qua phía bên trái của xe tải. ra đúng ở đây là đoạn án thứ tư tiếp cận cẩn thận và vượt qua phía bên trái của xe tải dấu hiệu này thường được tìm thấy trên các phương tiện di chuyển chậm hoặc các xe tải chở văn phòng phẩm nếu bạn muốn vượt qua hãy vượt xe ở phía bên trái như mũi tên trong biển báo chỉ sang hướng bên trái hãy cẩn trọng khi vượt qua xe này Câu 18. Bạn đang tiếp cận người đi xe đạp này phía trước. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là vượt qua trước khi người đi xe đạp đến ngã ba. Thứ hai là nháy đèn pha của bạn khi đi đến chỗ người đi xe đạp. Thứ ba là đi chậm lại và cho phép người đi xe đạp rẽ trước. Và thứ tư là vượt qua người đi xe đạp ở phía bên tay trái. Thế là đúng ở đây là đáp án thứ ba. Bạn nên đi chậm lại và cho phép người xe đạp rẽ trước. Hãy lái xe chậm lại ở phía sau và nhường đường cho người đi xe đạp có đủ thời gian và khoảng cách để rẽ một cách an toàn. Đừng đe dọa họ bằng cách đến quá gần hay cố gắng vượt qua họ trước. Câu 19: Tại sao bạn nên cẩn thận hơn khi rẽ phải ở ngã ba này? Thứ nhất là do chất lượng mặt đường kém, thứ hai là do lối đi hẹp, thứ ba là do các vạch kẻ đường mờ nhạt và thứ tư là do tầm nhìn của bạn bị hạn chế ở đây. đáp án đúng ở đây là đáp thứ tư do tầm nhìn của bạn bị hạn chế khi đến ngã ba này bạn nên di chuyển xe từ từ lên phía trước cho đến khi bạn có thể nhìn rõ đường ở hai phía hãy lưu ý rằng các phương tiện giao thông khác đang đi đến gần ngã ba này có thể sẽ không nhìn thấy bạn do đó nếu bạn không thể nhìn rõ đường phía trước và sau thì đừng rẽ vội hãy di chuyển từ từ lên trước và quan sát lúc nào an toàn để rẽ ra Câu 20, bác sĩ đã cho bạn một đơn thuốc, tại sao bạn nên hỏi thuốc này sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Thứ nhất, vì thuốc làm cho bạn cảm thấy tốt hơn và điều khiển xe tốt hơn, phản ứng nhanh hơn. Thứ hai, vì bạn sẽ phải cho công ty bảo hiểm của bạn biết về thuốc bạn đã sử dụng. Thứ ba, vì một số loại thuốc có thể khiến phản ứng của bạn bị chậm lại khi lái xe. Và thứ tư, vì thuốc bạn uống có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, bởi vì một số loại thuốc có thể khiến phản ứng của bạn bị chậm hơn khi lái xe. Luôn luôn kiểm tra nhãn hoặc tờ thông tin cho bất kỳ loại thuốc nào bạn uống, thuốc có thể ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của mình. Câu 21, khi tiếp cận hazard này, tức mối nguy hiểm này, tại sao bạn nên đi chậm lại? thứ nhất vì có đoạn đường dây giao đường cái phía trước thứ hai là vì rất khó để quan sát phía bên phải đường thứ ba là vì các phương tiện giao thông phía trước và thứ tư là vì sẽ có động vật băng qua đoạn đường này thì đoạn đúng ở đây là đoạn thứ nhất vì có đoạn đường dây phía trước ở biển báo này báo hiệu có đoạn đường dây giao đường cái ở phía trước bạn nên giảm tốc độ và chọn đúng số lái phòng trường hợp bạn cần dừng lại ở đoạn đường dây Hãy để ý tín hiệu giao thông và sẵn sàng dừng lại khi cần thiết. Câu 22, một tài xế lao ra phía trước bạn từ bên lề đường khiến bạn phải phanh gấp. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là bỏ qua lỗi của họ và giữ bình tĩnh để tiếp tục lái xe. Thứ hai là nháy đèn flash xe bạn để thể hiện sự khó chịu. Thứ ba là bấm còi để thể hiện sự khó chịu của bạn và thứ tư là vượt qua chiếc xe đó càng sớm càng tốt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp thứ nhất Hãy bỏ qua lỗi đó của họ và giữ bình tĩnh để tiếp tục lái xe Hãy khoan dung và bình tĩnh nếu một chiếc xe lao ra phía trước bạn Khiến bạn cần phanh gấp Bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm Vì vậy đừng phản ứng mạnh mẽ quá Hãy cảnh giác nơi có đường phụ Và đặc biệt cẩn thận ở nơi có xe đang đỗ Bởi vì họ khó có thể trông thấy xe bạn Và sẽ lao ra đường phía trước xe bạn để lái xe đi Câu 23 bạn nên làm gì khi tiếp cận cây cầu này? Thứ nhất là di chuyển ra giữa đường trước khi đi qua. Thứ hai là tìm một tuyến đường khác, cầu chui này chỉ dành cho xe cao. Thứ ba là hãy chuẩn bị nhường đường cho những chiếc xe lớn đi giữa đường. Và thứ tư là di chuyển về phía bên tay phải trước khi đi qua cầu chui này. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Hãy chuẩn bị nhường đường cho những chiếc xe lớn ở giữa đường. Vì các phương tiện lớn có thể cần di chuyển ra giữa đường để có thể vượt qua cầu chui này một cách an toàn, sẽ không có đủ không gian để bạn tiếp tục lái xe qua cầu, do đó bạn nên sẵn sàng dừng lại và chờ đợi cho cái xe tải lớn hơn đi qua cầu trước, rồi sau đó thì mình sẽ đi qua cầu sau. Câu 24, người lái xe ô tô màu xám theo mũi tên chỉ cần đặc biệt lưu ý điều gì? Thứ nhất là mặt đường không bằng phẳng, thứ hai là tình hình giao thông phía sau. Thứ ba là cửa xe đột ngột mở ra bởi xe đang đỗ và thứ tư là chỗ trống để đỗ xe. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, cửa xe đột ngột mở ra bởi xe đang đỗ. Khi vượt qua xe đang đỗ phải để ý cẩn thận vì tài xế hoặc hành khách ở trên xe đang đỗ có thể quên kiểm tra giao thông trên đường trước khi mở cửa xe để bước xuống. Một người lái xe phòng thủ sẽ lái xe chậm và quan sát những người ở trong xe đang đỗ kia liệu có phải đang chuẩn bị mở cửa ra khỏi xe của họ hay không? Câu 2 năm. Bạn đang đến gần một ngã tư, đèn giao thông đang bị hỏng hoặc lỗi, bạn nên làm gì? Thứ nhất là phanh và chỉ dừng lại khi gặp xe lớn. Thứ hai là phanh gấp dừng lại trước khi quan sát đường. Thứ ba là hãy chuẩn bị phanh gấp để dừng lại. Và thứ tư là hãy chuẩn bị dừng xe cho bất kỳ tình huống giao thông nào. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Hãy chuẩn bị dừng xe cho bất kỳ tình huống giao thông nào khi đến gần ngã ba nơi đèn giao thông bị hỏng. Bạn nên lái xe thận trọng. Hãy lái xe cẩn thận với tình huống như bạn đang lái xe qua một ngã ba không có đèn tín hiệu và sẵn sàng dừng lại trong bất kỳ tình huống nào. Câu 26. Uống rượu có ảnh hưởng gì khi lái xe? Thứ nhất là mù màu. Thứ hai là tăng sự tự tin thứ ba là phản ứng nhanh hơn và thứ tư là tăng sự tập trung. Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ hai, tăng sự tự tin. Rượu có thể làm tăng sự tự tin đến mức thái quá mà hành vi của người lái xe có thể trở thành không kiểm soát được. Một người bình thường cẩn thận và nhẹ nhàng cũng có thể đột nhiên thích lái xe mạo hiểm khi uống rượu. Không bao giờ được phép để bản thân hoặc bạn bè của bạn uống rượu và lái xe trong tình trạng không kiểm soát được như thế này. Câu 27 Tín hiệu này từ một sĩ quan cảnh sát có ý nghĩa gì đối với giao thông sắp tới? Thứ nhất là đi thẳng, thứ hai là dừng lại, thứ ba là rẽ trái và thứ tư là rẽ phải. Thế đoán đúng ở đây, đáp án thứ hai, dừng lại. Đôi khi cảnh sát sẽ xuất hiện để chỉ đạo và điều khiển giao thông, ví dụ tại một ngã ba nơi đèn giao thông bị hỏng. Câu 28. Bạn đang lái xe dọc theo đường cao tốc này, trời đang mưa, bạn nên làm gì khi đi phía sau chiếc xe tải này? Thứ nhất là giữ khoảng cách 2 giây với xe tải. Thứ hai là di chuyển sang trái và lái xe ở hard shoulder. Thứ ba là di chuyển sang phải và lái xe ở trong làn đường bên phải. Và thứ tư là hãy chú ý đến việc nước tạt ra ở phía sau xe tải có thể làm giảm tầm nhìn của bạn. Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ tư Hãy chú ý là cái nước bắn ra ở phía sau xe tải sẽ làm giảm tầm nhìn của bạn Khoảng cách thời gian 2 giây thông thường sẽ tăng lên 4 giây khi trời ướt Nếu bạn giữ tốt khoảng cách và đi phía sau xe tải Bạn có thể sẽ thấy rất nhiều tia nước bắn ra ở bánh xe như phun mưa Hãy đi chậm lại một chút nếu cần thiết Tăng khoảng cách an toàn để lái xe tải có thể thấy rõ xe bạn ở phía sau Và bạn có thể nhìn được ở đoạn đường phía trước Câu 29 trong thời gian bị bệnh khả năng lái xe của bạn có thể bị suy giảm bạn cần phải làm gì thứ nhất là gặp bác sĩ mỗi lần trước khi bạn lái xe thứ hai là dùng liều nhỏ hơn của bất kỳ loại thuốc nào thứ ba là hãy chắc chắn rằng bạn phù hợp về mặt y tế và đủ điều kiện sức khỏe để lái xe và thứ tư là mang theo tất cả các loại thuốc của bạn khi bạn lái xe Thì đoán đúng ở đây là đoán thứ ba Hãy chắc chắn rằng bạn phù hợp về mặt y tế để lái xe Chỉ lái xe nếu bạn đủ điều kiện sức khỏe để làm như vậy Lái xe khi bạn bị bệnh hoặc dùng một số loại thuốc Có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và phán đoán của bạn Nó cũng có thể khiến bạn buồn ngủ hoặc thậm chí ngủ thiếp đi Điều này cực kỳ nguy hiểm khi lái xe Câu 30 Trong tình huống như hình bên nhìn về phía trước bạn Giao thông ở làn bên trái đang đi chậm lại, bạn nên làm gì? Thứ nhất, đi chậm lại giữ khoảng cách an toàn. Thứ hai, tăng tốc vượt qua các phương tiện ở làn bên trái. Thứ ba, di chuyển sang bờ bên trái và thứ tư, di chuyển sang bên phải và tiếp tục lái xe ở làn bên phải. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, bạn nên đi chậm lại giữ khoảng cách an toàn, hãy cho phép giao thông hợp nhất vào làn đường bên trái chưa đủ chỗ để bạn có thể duy trì khoảng cách an toàn ngay cả khi có xe vượt lên trước bạn. Câu 31. Những loại xe nào có gắn biển báo màu vàng này ở trên xe? Thứ nhất là một chiếc xe bị hỏng, thứ hai là xe buýt của trường, thứ ba là một chiếc xe chở kem và thứ tư là xe cứu thương tư nhân. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, xe buýt của trường. Xe buýt chở trẻ em đến trường và từ trường về, có thể dừng ở những nơi không phải là điểm dừng xe buýt theo lịch trình. Hãy lưu ý rằng họ có thể ngoặt xe sang lề bất cứ lúc nào để cho phép trẻ em lên hoặc xuống xe. Hãy chú ý school bus đặc biệt vào giờ cao điểm. Câu 32. Mối nguy hiểm chính bạn cần lưu ý khi đi phía sau người đi xe đạp này là gì? Thứ nhất, người đi xe đạp có thể di chuyển sang trái và xuống xe. Thứ hai, người đi xe đạp có thể chạch tay lái ra giữa đường. Thứ ba, hàng hóa của người đi xe đạp đang chở có thể rơi xuống đường. Và thứ tư, người đi xe đạp có thể muốn rẽ phải vào cuối đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, người đi xe đạp có thể chạch tay lái ra giữa đường. Khi đi theo phía sau người đi xe đạp, hãy lưu ý rằng họ phải đối phó với các mối nguy hiểm xung quanh. Họ có thể trao đảo hoặc ngoặt tay lái để tránh ổ gà trên đường hoặc thấy nguy cơ tiềm ẩn và đổi hướng đột ngột. Đừng đi sát họ quá hoặc dồ ga một cách thiếu kiên nhẫn. Câu 33. Khi lái một chiếc xe được trang bị hộp số tự động, bạn sẽ sử dụng kick down để làm gì? Thứ nhất, giữ vận tốc đều. Thứ hai, tăng tốc nhanh. Thứ ba, phanh chậm. Và thứ tư, tiết kiệm nhiên liệu. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, tăng tốc nhanh. Khi muốn xe ở tốc độ cao, lái xe chỉ cần đạp hết chân ga, lúc này hộp số tự động trên xe sẽ chuyển sang chế độ lực kéo cực đại phù hợp để tăng tốc, chế độ này được gọi là kick down. Câu 34, tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng lái xe của người cao tuổi như thế nào? Thứ nhất, họ sẽ không thể có được bảo hiểm ô tô. Thứ hai, họ sẽ cần kính để đọc biển báo. Thứ ba, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với các mối nguy hiểm. Và thứ tư, họ sẽ không đưa ra tín hiệu tại các ngã ba. Thế ra án đúng ở đây là án thứ ba, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với các mối nguy hiểm. Hãy khoan dung với những người lái xe lớn tuổi, họ có thể mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với mối nguy hiểm và họ có thể do dự trong một số tình huống, ví dụ tại một ngã ba. Câu 3 năm. Bạn có ý định rẽ trái tại chỗ có đèn giao thông với tình huống giao thông như hình bên cạnh, bạn nên làm gì trước khi rẽ? Thứ nhất là kiểm tra gương bên phải của bạn. Thứ hai là tiến lại gần chiếc xe màu trắng. Thứ ba là đi ra giữa làn đường và thứ tư là để ý người đi xe đạp phía bên trái của bạn. Thế án đúng ở đây là đoạn án thứ tư, để ý người đi xe đạp phía bên trái của bạn kiểm tra bên cạnh xe bạn, nhất là người đi xe đạp trước khi lái xe và rẽ trái. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang xếp hàng chờ lưu thông và chuẩn bị di chuyển vì người đi xe đạp thường di chuyển khá chậm ở phía bên rìa xe bạn. Câu 36, bạn muốn rẽ trái tại ngã ba này, tầm nhìn của bạn về con đường chính bị hạn chế. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là đi chậm lại và chờ xem có gì đến không. Thứ hai là tăng tốc độ của bạn để bạn có thể dễ nhanh chóng. Thứ ba là dừng lại và áp dụng phanh tay ngay cả khi đường thông thoáng. Thứ tư là tiến lên từ từ cho đến khi bạn có thể nhìn rõ hơn để quan sát và rẽ trái. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Bạn hãy tiến lên từ từ cho đến khi có thể nhìn rõ hơn để rẽ trái. Bạn nên đi chậm lại và dừng lại khi cần thiết tại bất kỳ ngã ba nào mà tầm nhìn của bạn bị hạn chế tiến lên về phía trước từ từ cho đến khi bạn có thể nhìn thấy đường là cách tốt nhất. Sau đó bạn có thể quyết định lúc nào là an toàn để bạn rẽ hay không. Câu 37, mối nguy hiểm chính hiển thị trong bức tranh này là gì? Thứ nhất là chiếc xe đang rẽ phải, thứ hai là chiếc xe đang quay đầu lại, thứ ba là người đi xe đạp băng qua đường và thứ tư là những chiếc xe đỗ ở góc đường. Cái đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Người đi xe đạp đang băng qua đường Nhìn vào bức tranh một cách cẩn thận Và cố gắng tưởng tượng bạn đang ở đó Người đi xe đạp trong bức tranh này Dường như đang cố gắng băng qua đường Bạn phải có khả năng đối phó với những điều không mong muốn Đặc biệt là khi bạn đang đến gần ngã ba nguy hiểm Hãy nhìn về phía trước để cho mình thời gian đối phó Đối với bất kỳ nguy hiểm nào Câu 38 Đèn đỏ đang nhấp nháy, bạn nên làm gì khi tiếp cận đường dây này? Thứ nhất là đi qua nhanh, thứ hai là đi qua cẩn thận, thứ ba là dừng lại trước hàng rào, và thứ tư là bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, dừng lại trước hàng rào. Ở các đoạn đường dây giao đường bộ, đèn đỏ nhấp nháy trước và trong khi rào chắn đang hạ xuống, tại hầu hết các đoạn đường dây này, đèn vàng sẽ hiển thị trước rồi sau đó đến đèn đỏ. Bạn phải dừng lại phía sau vạch trắng, trừ khi bạn đã vượt qua nó khi đèn vàng đang bật sáng. Không bao giờ bạn được phép vòng qua rào cản để đi tiếp. Câu 39. Sau khi vượt qua bài kiểm tra lái xe, bạn bị bệnh nặng. Điều này ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn. Bạn phải làm gì? Thứ nhất là thông báo cho cảnh sát địa phương của bạn. Thứ hai là tránh sử dụng đường cao tốc Thứ ba là luôn luôn lái xe đi cùng ai đó Và thứ tư là thông báo cho cơ quan cấp phép lái xe Thì đáp án đúng ở đây, đáp án thứ tư Bạn phải thông báo cho cơ quan cấp phép lái xe Bạn phải thông báo cho DVLA hoặc DVA ở Northern Island Nếu sức khỏe của bạn có khả năng ảnh hưởng đến khả năng lái xe Cơ quan cấp phép sẽ điều tra tình huống của bạn và sau đó đưa ra quyết định về việc có lấy đi giấy phép lái xe của bạn hay không. Câu 40, bạn sắp lái xe về nhà sau kỳ nghỉ khi bạn bị ốm, bác sĩ kê cho bạn loại thuốc có khả năng ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn, bạn nên làm gì? Thứ nhất là chỉ lái xe nếu có ai đó đi cùng bạn, thứ hai là tránh lái xe trên đường cao tốc. Thứ ba là để người khác lái xe Và thứ tư là không lái xe ở tốc độ hơn 30 dặm trên giờ Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Hãy để người khác lái xe chở bạn về Bạn không nên lái xe nếu bạn đang dùng thuốc có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ khi lái xe Yêu cầu người khác lái xe chở bạn về nhà Nếu không thể hãy tìm cách khác để về nhà Ví dụ như đi taxi hay đi tàu hay đi xe buýt Câu 41, bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, bạn có nên lập kế hoạch dừng nghỉ không? Thứ nhất có, bạn nên có kế hoạch nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút lái xe. Thứ hai có, thường xuyên dừng lại giúp bạn tập trung tốt hơn. Thứ ba không, bạn sẽ bớt mệt mỏi nếu đến đó càng sớm càng tốt. Và thứ tư không, chỉ cần dừng xe để đổ xăng dầu khi cần thiết. Thì đáp đúng ở đây đáp án thứ hai có thường xuyên dừng lại sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn. Cố gắng lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn để bạn có thể dừng lại nghỉ ngơi. Chúng tôi khuyên bạn nên chỉ nghỉ ngơi ít nhất 15 phút sau mỗi 2 giờ lái xe hoặc đi xe. Điều này sẽ giúp duy trì sự tập trung của bạn. Câu 42. Bạn đang lái xe dọc theo con đường này. Người lái xe bên trái đang lùi từ đường lái xe ra. Bạn nên làm gì? Thứ nhất di chuyển sang phía đối diện con đường Thứ hai lái xe qua vì bạn được ưu tiên Thứ ba là bấm còi và chuẩn bị dừng lại Thứ tư là tăng tốc và lái xe nhanh chóng Thế đoán đúng ở đây là đoán thứ ba Bấm còi và chuẩn bị dừng lại Đèn trắng ở phía sau xe cho thấy người lái xe đã chọn số lùi Hãy bấm còi để cảnh báo người lái xe đó về sự hiện diện của bạn và giảm tốc độ của bạn để chuẩn bị dừng lại khi cần thiết. Câu 43, khi nào bạn nên sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm? Thứ nhất, khi bạn đỗ xe đôi trên đường hai chiều. Thứ hai, khi chỉ hướng của xe bạn không hoạt động. Thứ ba, khi muốn cảnh báo giao thông phía sau rằng bạn có ý định dừng xe và thứ tư là khi xe của bạn bị hỏng và gây ra tắc nghẽn giao thông. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Khi xe của bạn bị hỏng và gây ra tắc nhãn giao thông Đèn cảnh báo nguy hiểm là một tính năng an toàn quan trọng Và nên được sử dụng nếu bạn bị hỏng xe và gây tắc nghẽn Đừng sử dụng chúng như một cái cớ để được đậu xe trái phép Bạn cũng có thể sử dụng chúng trên đường cao tốc Để cảnh báo giao thông phía sau bạn về mối nguy hiểm phía trước Câu 44. Nguy hiểm gì bạn nên lưu ý khi đi dọc theo con đường này? Thứ nhất là ánh sáng chói chang từ mặt trời. Thứ hai là không có vạch kẻ đường. Thứ ba là trẻ em có thể chạy ra từ giữa các phương tiện đang đỗ. Và thứ tư là xe chở hàng lớn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Trẻ em có thể chạy ra từ giữa các xe đang đỗ. Trên những con đường có nhiều xe đang đỗ hai bên, bạn có thể không nhìn thấy trẻ em giữa những chiếc ô tô đang đỗ. Và chúng có thể chạy ra đường mà quên nhìn ngó trước sau xem có xe đang đi lại không Câu 45 Bạn nên lái xe như thế nào trong khu vực dân cư với các biện pháp làm dịu tốc độ Thứ nhất, giảm tốc độ để lái xe qua khu vực này Thứ hai, lái xe ở giới hạn tốc độ Thứ ba, là lái xe ở trung tâm của con đường Và thứ tư là bật đèn chiếu gần khi lái xe Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất giảm tốc độ để lái xe qua khu vực này Các biện pháp làm dịu giao thông như bú đường, góc cua và đường thu hẹp được xây dựng để các tài xế xe phải giảm tốc độ để bảo vệ người đi đường đỡ bị tổn thương hay gặp tai nạn Đừng tăng tốc cho đến khi bạn đi đến hết khu vực dân cư cần giảm tốc độ này Câu 46 Tại sao gương xe thường hơi cong, lồi? Thứ nhất vì nó sẽ cho một tầm nhìn rộng hơn, thứ hai là vì nó sẽ che điểm mù hoàn toàn, thứ ba là vì nó sẽ giúp tài xế xe dễ dàng hơn đánh giá tốc độ và lưu lượng truy cập giao thông và thứ tư là nó sẽ làm cho lưu lượng truy cập trông lớn hơn qua gương. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Gương xe thường hơi cong lồi sẽ cho một tầm nhìn rộng hơn. Mặc dù gương cầu lồi cho tầm nhìn rộng hơn về khung cảnh phía sau xe, bạn vẫn nên lưu ý rằng nó sẽ không hiển thị cho bạn mọi thứ phía sau hoặc bên hông xe. Trước khi khởi hành đi, bạn sẽ cần nhìn qua vai để kiểm tra, đánh giá mọi điểm mù mà bạn không thể nhìn thấy được qua gương. Câu 47, bạn đang lái xe về chỗ đường cua bên trái này, bạn nên nhận thức về mối nguy hiểm nào? Thứ nhất là một chiếc xe sẽ vượt bạn thứ hai là không có vạch trắng ở giữa đường, thứ ba là không có dấu hiệu để cảnh báo bạn về đường uốn cong và thứ tư là sẽ có người đi bộ đi về phía bạn. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư sẽ có người đi bộ đi về phía bạn. người đi bộ đi trên đường không có vỉa hè và đi ngược chiều với giao thông bạn sẽ không thể nhìn thấy họ xung quanh khúc cua này họ có thể là những mối nguy hiểm tiềm ẩn Hãy luôn ghi nhớ điều này và cho phép bản thân thời gian để phản ứng nếu thấy bất kỳ người đi bộ nào đang đi trên đường. Câu 48 Bạn không nên vượt xe ở đoạn đường như thế nào? Thứ nhất trên xa lộ một chiều, thứ hai trên đường một chiều, thứ ba tại một ngã ba và thứ tư là khi đang leo lên dốc đồi. Thế đoán đúng ở đây là đoán thứ ba, bạn không nên vượt xe tại một ngã ba. Vì bạn chỉ nên vượt xe khi thấy thực sự cần thiết và có thể nhìn rõ đường phía trước. Hãy để ý những biển báo và vạch kẻ đường cho thấy nó bất hợp pháp hoặc sẽ không an toàn để vượt qua, ví dụ như tại ngã ba hoặc đoạn đường uốn cong. Trong nhiều trường hợp, vượt xe không có khả năng cải thiện nhiều về thời gian lái xe của bạn cho lắm. Câu 49. Trong trường hợp nào bạn có thể sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm? Thứ nhất, khi lái xe trên đường cao tốc để cảnh báo các xe phía sau về nguy hiểm ở phía trước. Thứ hai, khi bạn đậu xe trên đường hai chiều. Thứ ba, khi chỉ báo hướng xe bạn không hoạt động. Và thứ tư, khi bạn muốn cảnh báo các xe khác bạn có ý định dừng xe lại. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Khi lái xe trên đường cao tốc để cảnh báo các xe phía sau về mối nguy hiểm phía trước. Bạn có thể dùng đèn cảnh báo nguy hiểm. Đèn cảnh báo nguy hiểm là một tính năng an toàn quan trọng, sử dụng chúng khi lái xe trên đường cao tốc để cảnh báo các xe phía sau về mối nguy hiểm ở trước. Bạn cũng có thể sử dụng chúng nếu xe của bạn bị hỏng và gây ra tắc nghẽn giao thông. Câu 50, bạn sắp lái xe về nhà, bạn không thể tìm thấy kính bạn cần đeo, bạn nên làm gì? Thứ nhất là lái xe về nhà chậm đi đường vắng, thứ hai là mượn kính của một người bạn để đeo và lái xe. Thứ ba là lái xe về nhà vào ban đêm, ánh sáng đèn sẽ giúp bạn. Và thứ tư là tìm cách về nhà mà không cần phải lái xe. Thì đáp án đúng ở đây, đáp án thứ tư, hãy tìm cách về nhà mà không cần lái xe. Nếu bạn cần đeo kính để lái xe, thì lái xe không có kính sẽ là bất hợp pháp. Bạn phải nhìn rõ khi bạn đang lái xe. Do đó trong trường hợp này bạn cần nhờ ai đó đưa về hoặc là bắt taxi đi xe bus về nhà. Câu 51 Bạn đã bị kết án vì lái xe trong khi không đủ tiêu chuẩn để lái xe vì rượu hoặc chất kích thích Việc này sẽ khiến chi phí của điều nào dưới đây tăng lên đáng kể Thứ nhất là quỹ bảo trì đường bộ Thứ hai là chi phí bảo hiểm Thứ ba là giấy chứng nhận kiểm tra xe Và thứ tư là giấy phép lái xe Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai phí bảo hiểm Việc bạn bị kết án khi lái xe không đủ tiêu chuẩn cho thấy rằng bạn là một mối nguy hiểm cho chính mình và những người khác trên đường. Vì lý do này, các công ty bảo hiểm có thể sẽ tính phí bảo hiểm mà bạn cần trả cao hơn. Câu 52: Một số đường hai chiều được chia thành ba làn, tại sao những điều này lại đặc biệt nguy hiểm? Thứ nhất, vì các phương tiện giao thông ở cả hai hướng có thể dùng làn đường ở giữa để vượt xe. Thứ hai là các phương tiện giao thông có thể đi nhanh hơn trong điều kiện thời tiết xấu. Thứ ba là các phương tiện giao thông có thể vượt bên trái. Và thứ tư là các phương tiện giao thông chỉ sử dụng làn giữa cho các trường hợp khẩn cấp. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Các phương tiện giao thông ở cả hai hướng có thể sử dụng làn đường giữa để vượt. Nếu bạn có ý định vượt xe, bạn phải xem xét rằng các phương tiện giao thông ở hướng ngược lại có thể đang lên kế hoạch tương tự. Khi bạn đã xem xét tình huống và quyết định nó an toàn, hãy xi nhan để thông báo ý định của mình cho các phương tiện khác biết sớm. Điều này sẽ an toàn hơn khi vượt xe trong tình huống như vậy. Câu 53, người lái chiếc xe màu đỏ mũi tên chỉ nên làm gì trong trường hợp này? Thứ nhất, vẫy tay về phía những người đi bộ đang chờ sang đường để bảo họ sang đường đi. Thứ hai là đợi người đi bộ trên đường băng qua đường xong. Thứ ba là nhanh chóng lái xe phía sau người đi bộ trên đường Và thứ tư là nói với người đang đi bộ trên đường rằng cô ấy không nên sang đường lúc này Thế ra án đúng ở đây là đáp án thứ hai Hãy đợi người đi bộ đang đi sang đường băng qua đường xong Một số người có thể mất nhiều thời gian để băng qua đường Họ có thể là người già hoặc người khuyết tật Hãy kiên nhẫn và đừng vội vàng bằng cách thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình nếu người đi bộ đang đứng bên đường, đừng ra hiệu hoặc vẫy tay để họ băng qua. Những người tham gia giao thông khác có thể không thấy tín hiệu của bạn và điều này có thể khiến người đi bộ rơi vào tình huống nguy hiểm khi sang đường. Câu 54. Tại sao bạn nên thận trọng khi đi qua xe buýt đang dừng này? Thứ nhất, vì có phương tiện giao thông đang đến gần. Thứ hai, vì người lái xe có thể mở cửa Thứ ba vì mọi người có thể đang băng qua đường trước xe bus và thứ tư là mặt đường sẽ trơn trượt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Mọi người có thể đang sang đường ở phía trước xe bus. Một chiếc xe bus đứng che khuất những người đi bộ đang cố gắng sang đường ngay trước nó. Hãy lái xe ở tốc độ vừa phải để cho phép bạn phản ứng an toàn nếu cần thiết. câu 5 năm. điều gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung của bạn thứ nhất là thuốc chất kích thích thứ hai là đường quá đông đúc thứ ba là cửa sổ màu và thứ tư là kính áp tròng đoán đúng ở đây đáp án thứ nhất thuốc hoặc chất kích thích thuốc chữa bệnh và thuốc kích thích đều có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn lái xe khi có một số loại thuốc trong cơ thể cũng được xem như là một hành vi phạm tội và có thể bị kết án nếu bạn xét nghiệm dương tính với chất kích thích ma túy Câu 56. Bạn nghĩ rằng người điều khiển phương tiện giao thông ở phía trước đã quên tắt xi nhan bên phải của họ. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là nháy đèn flash của bạn để cảnh báo người lái xe. Thứ hai là bấm còi trước khi vượt xe. Thứ ba là vượt qua bên trái nếu có khoảng trống. Và thứ tư là đi từ từ lại phía sau và không vượt qua xe đó. Thế ra ăn đúng ở đây là đáp án thứ tư Hãy đi chậm lại phía sau và không cố gắng để vượt qua xe đó Hãy thận trọng và đừng cố gắng vượt qua chiếc xe đấy Người lái xe có thể không chắc chắn về vị trí ngã ba và có thể sẽ rẽ đột ngột Câu 57 Bạn đang lái xe về phía đường dây này Điều gì sẽ là cảnh báo đầu tiên của một chuyến tàu đang sắp đến gần? Thứ nhất là cả hai rào cản được hạ xuống Thứ hai là đèn vàng sáng Thứ ba là một nửa rào cản được hạ xuống và thứ tư là một cặp đèn đỏ nhấp nháy. Thế đáp án đúng ở đây đáp án thứ hai, đèn vàng hiển thị. Theo sau đèn vàng sẽ là một cặp đèn đỏ nhấp nháy, có nghĩa là bạn phải dừng xe lại. Sau đó một tiếng chuông báo động sẽ vang lên để cảnh báo bạn về sẽ có một đoàn tàu đang đến gần. Câu 58. Bạn thường thấy những dấu hiệu này ở đâu? Thứ nhất, trên biển báo đường cao tốc Thứ hai, trên cầu đường sắt Thứ ba, trên một chiếc xe chở hàng lớn Và thứ tư, trên biển báo Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Trên một chiếc xe chở hàng lớn Những dấu hiệu này phải được trang bị cho các phương tiện dài hơn 13 mét Hoặc các xe chở hàng lớn đi trên đường Chúng có phản quang để mọi người có thể nhìn dễ dàng hơn trong bóng tối. Câu 59, bạn nên làm gì nếu bạn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi lái xe? Thứ nhất là dừng lại và nghỉ ngơi càng sớm càng tốt khi có thể. Thứ hai là bật lò sưởi lên để giữ ấm và thoải mái. Thứ ba là đóng cửa sổ xe để giúp bạn tập trung và thứ tư là tiếp tục hành trình của bạn nhưng lái xe chậm hơn. Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ nhất Hãy dừng lại và nghỉ ngơi càng sớm càng tốt nếu có thể Bạn sẽ gây nguy hiểm hoặc gặp nguy hiểm Nếu bạn tiếp tục lái xe khi đang buồn ngủ Hãy dừng xe ở một nơi an toàn và hợp pháp để nghỉ ngơi Đồ uống chứa caffeine và một giấc ngủ ngắn Có thể tạm thời giúp chống lại cơn buồn ngủ Nếu bạn đang lái xe đường dài Hãy nghĩ đến việc tìm chỗ ở để nghỉ ngơi lâu hơn trước khi tiếp tục hành trình Câu 60 bạn đang ở sau người đi xe đạp này khi đèn giao thông thay đổi bạn nên làm gì thứ nhất là cố gắng khởi động và lái xe lên trước người đi xe đạp thứ hai là cho phép người đi xe đạp thời gian và không gian để lái xe đi trước bạn thứ ba là rẽ phải nhưng để lại khoảng không gian cho người đi xe đạp đi và thứ tư là bấm còi và lái xe qua trước Thì ra án đúng ở đây là án thứ hai, hãy cho phép người đi xe đạp thời gian và không gian thoải mái để lái xe trước bạn. Chúng ta nên nhường đường cho người đi xe đạp đi trước. Một số ngã ba đèn xanh đèn đỏ có các khu vực đặc biệt được đánh dấu phía trước là đường giao thông. Nó cho phép người đi xe đạp chờ đèn thay đổi và di chuyển trước các phương tiện giao thông khác. Câu 61 bạn được mời đến một quán ăn trưa, bạn biết rằng bạn sẽ phải lái xe vào buổi tối, tốt nhất bạn nên làm gì? Thứ nhất là tránh mix đồ uống lẫn với rượu, thứ hai là không uống đồ uống có rượu, cồn nào, thứ ba là uống một chút sữa trước khi uống rượu, và thứ tư là ăn một bữa ăn nóng với đồ uống có cồn của bạn. Thì đáp án ở đây là đáp án thứ hai không uống đồ uống có rượu, cồn nào rượu hoặc chất cồn sẽ lưu lại trong cơ thể bạn trong vài giờ và nó sẽ khiến bạn không thể lái xe sau đó trong cả ngày. Câu 62, tại sao bạn nên giảm tốc độ khi lái xe dọc theo con đường này? Thứ nhất vì có một ngã ba so le với hai đường phụ đối diện lệch nhau ở phía trước. Thứ hai là vì có một cây cầu thấp ở phía trước. Thứ ba là vì mặt đường thay đổi phía trước và thứ tư là vì con đường phía trước bị thu hẹp. Thế ra án đúng ở đây là đáp thứ nhất, một ngã ba so le ở phía trước. Thì theo như cái hình của biển báo thì chúng ta có thể nhận biết được là có một ngã ba so le ở phía trước. Các phương tiện giao thông có thể dừng lại hoặc lao ra trước xe bạn rẽ trái hoặc rẽ phải tại ngã ba này. Các xe cần rẽ trái sẽ giảm tốc độ trước khi đến ngã ba và các xe cần rẽ phải cũng thế. Hãy chuẩn bị cho những tình huống này vì đôi khi bạn phải đi chậm lại hoặc dừng phía sau họ. Câu 63 Bạn uống một số loại thuốc ho do một người bạn tặng Bạn nên làm gì trước khi lái xe? Thứ nhất là hỏi người bạn đó nếu dùng thuốc có ảnh hưởng đến việc lái xe của họ không Thứ hai là uống một ít cà phê mạnh một giờ trước khi lái xe Thứ ba là kiểm tra label tức nhãn dán để xem thuốc có ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn không Và thứ tư là lái xe một quãng ngắn để kiểm tra xem thuốc có tác dụng gì với việc lái xe của bạn không thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, kiểm tra label để xem thuốc có ảnh hưởng đến việc lái xe không. Nếu bạn đã uống thuốc không bao giờ được lái xe khi mà chưa kiểm tra tác dụng phụ của thuốc. Chúng có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán và nhận thức của bạn và do đó gây nguy hiểm đến tính mạng. Câu 64, bạn đang lái xe trên một con đường có nhiều làn đường. Bạn thấy những dấu hiệu này trên các làn đường nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là hai làn bên phải đang mở. Thứ hai là hai làn đường bên trái đang mở. Thứ ba là giao thông ở làn bên trái nên dừng lại và thứ tư là giao thông ở làn bên phải nên dừng lại. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Hai làn bên phải đang mở lưu thông được. Nếu bạn thấy một dấu nhân đỏ phía trên làn đường của bạn, điều đó có nghĩa là có một chướng ngại vật phía trước làn đường đó và làn đường đó có thể đang bị đóng đường, bạn sẽ phải di chuyển vào một trong những làn đường đang chiếu đèn xanh. Nếu tất cả các làn đường đều đang hiển thị dấu nhân đỏ thì bạn phải dừng lại. Câu 6 năm, bạn đang đi theo một phương tiện di chuyển chậm trên một con đường làng quê hẹp có một ngã ba ngay phía trước bên phải, bạn nên làm gì? Thứ nhất là vượt xe đó sau khi kiểm tra gương và báo hiệu thứ hai là chỉ xem xét vượt qua xe đó khi bạn đã đi qua đoạn ngã ba thứ ba là tăng tốc nhanh để vượt qua trước ngã ba và thứ tư là đi chậm lại và chuẩn bị vượt qua xe đó phía bên trái thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ hai chỉ xem xét vượt qua xe di chuyển chậm đó khi bạn đã đi qua đoạn ngã ba bạn không bao giờ nên vượt xe khi bạn đang đến gần một ngã ba nếu một chiếc xe xuất hiện từ ngã ba trong khi bạn đang vượt một tình huống nguy hiểm có thể phát triển rất nhanh Câu 66 Tại sao các ngã ba bên trái phải được keep clear Tức là giữ cho đường thông suốt Thứ nhất để cho phép các phương tiện đi vào và rẽ ra Thứ hai là để cho phép xe buýt lùi vào Thứ ba là để cho phép các phương tiện quay đầu Và thứ tư là để cho phép các phương tiện đỗ xe Thế đoán đúng ở đây là đoạn thứ nhất Để cho phép các phương tiện đi vào và rẽ ra bạn nên luôn luôn cố gắng để giữ cho đoạn đường ở ngã ba thông suốt. Nếu bạn đang xếp hàng nối đuôi với các xe, hãy đảm bảo rằng khi bạn dừng, bạn sẽ chừa đủ không gian cho các xe khác đi vào và ra khỏi ngã ba. Câu 67. Bạn rẽ vào sai tuyến đường và nhận thấy đó là đường một chiều. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là lùi ngược lại ra khỏi đường đó. Thứ hai là quành vào một đường phụ. Thứ ba là tiếp tục đi đến cuối con đường và thứ tư là lùi vào đường lái xe thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba tiếp tục đi đến cuối con đường không bao giờ lùi hoặc quay đầu xe trong đường một chiều đó là bất hợp pháp và thậm chí có thể gây ra một vụ va chạm nếu bạn dễ nhầm đường hãy đi dọc theo đường một chiều và tìm một tuyến đường khác kiểm tra các biển chỉ đường khi bạn lái xe dừng lại ở một nơi an toàn và hợp pháp nếu bạn cần kiểm tra bản đồ Câu 68 Lời khuyên nào bạn nên đưa ra cho người lái xe đã uống một ít đồ có cồn trong bữa tiệc Thứ nhất là uống một tách cà phê mạnh rồi lái xe về nhà Thứ hai là lái xe về nhà cẩn thận và chậm Thứ ba là về nhà bằng phương tiện công cộng Và thứ tư là đợi một lát rồi hãng lái xe về nhà Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Khuyên họ về nhà bằng phương tiện công cộng Uống cà phê đen hoặc chờ vài giờ sẽ không có tác dụng gì khác biệt Rượu cần thời gian dài để rời khỏi cơ thể. Một tài xế đã uống rượu nên về nhà bằng phương tiện công cộng hoặc taxi, họ thậm chí có thể không nên lái xe vào sáng hôm sau. Câu 69, bạn đã uống thuốc gây buồn ngủ, bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn nhưng bạn vẫn cần dùng thuốc, bạn nên làm gì khi lái xe? Thứ nhất là chỉ lái xe nếu chuyến đi của bạn là cần thiết. Thứ hai là lái xe trên những con đường vắng vẻ, yên tĩnh thứ ba là nhờ ai đó đi cùng bạn và thứ tư là tránh lái xe và kiểm tra với bác sĩ của bạn thì ra đúng ở đây đáp án thứ tư bạn nên tránh lái xe và kiểm tra với bác sĩ của bạn đã bạn không phù hợp để lái xe nếu bạn đang dùng thuốc khiến bạn buồn ngủ hãy kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn về điều này bạn không được đặt những người tham gia giao thông khác hành khách hoặc chính bạn vào tình huống nguy hiểm khi lái xe mà buồn ngủ Câu 70, bạn đã tham gia vào một cuộc tranh cãi khiến bạn cảm thấy tức giận, bạn nên làm gì trước khi bắt đầu hành trình của mình? Thứ nhất là mở một cửa sổ, thứ hai là bật radio, thứ ba là uống rượu và thứ tư là lấy lại bình tĩnh. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, lấy lại bình tĩnh. Nếu bạn cảm thấy buồn bã hoặc tức giận, bạn sẽ khó tập trung hơn vào việc lái xe. Bạn nên đợi cho đến khi bạn cảm thấy bình tĩnh trước khi bắt đầu hành trình. Câu 71. Bạn thấy rằng thị lực của bạn trở nên rất kém và bác sĩ nhãn khoa của bạn không thể giúp được. Theo luật bạn nên nói với ai? Thứ nhất là cơ quan cấp phép lái xe, thứ hai là bác sĩ, thứ ba là công an địa phương và thứ tư là một bác sĩ nhãn khoa khác. Thì ra đúng ở đây là thứ nhất cơ quan cấp phép lái xe có thị lực rất kém sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe an toàn của bạn. Nếu bạn không thể đáp ứng các yêu cầu về thị lực của người lái xe, bạn phải thông báo cho DVLA hoặc DVA ở Northern Island. Câu 72. Hãy nhìn vào giao thông và biển báo ở hình bên. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ở trong tình huống này? Thứ nhất là giao thông sẽ chuyển sang làn bên phải. Thứ hai là tốc độ giao thông sẽ tăng. Thứ ba là giao thông sẽ chuyển sang làn bên trái. Và thứ tư là giao thông sẽ không cần thay đổi vị trí. Thế đoạn án đúng ở đây là đáp án thứ ba, giao thông sẽ chuyển sang làn bên trái. Hãy lịch sự và cho phép các phương tiện giao thông hợp nhất vào làn đường bên trái. Câu 73, bạn thấy rằng bạn cần đeo kính để có thể đọc biển số xe ở khoảng cách yêu cầu. Khi nào bạn phải đeo kính khi lái xe? Thứ nhất, trong điều kiện thời tiết xấu. Thứ hai, tại mọi thời điểm khi lái xe. Thứ ba, chỉ khi bạn nghĩ rằng nó cần thiết. Và thứ tư, chỉ trong điều kiện ánh sáng kém hoặc vào ban đêm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai tại mọi thời điểm khi lái xe. Kiểm tra thị lực của bạn trước khi bạn bắt đầu tập lái xe. Sau đó trong suốt cuộc đời lái xe của bạn, hãy thường xuyên kiểm tra thị lực định kỳ vì tầm nhìn của bạn có thể bị thay đổi. Câu 74, bạn phải làm gì khi đi đến ngã ba này? Thứ nhất là dừng lại phía sau vạch kẻ đường, sau đó tiến từ từ về phía trước để nhìn rõ. Thứ hai là dừng lại bên kia đường tại một điểm mà bạn thấy rõ. Thứ ba là chỉ dừng lại nếu có phương tiện giao thông trên đường chính và thứ tư là chỉ dừng lại nếu bạn dễ phải. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Dừng lại phía sau vạch kẻ, sau đó tiến từ từ về phía trước để nhìn rõ đường. Dấu hiệu stop dừng lại đã được vẽ ở đây vì tầm nhìn vào đường chính rất kém. Bạn nên dừng lại vì sẽ không thể quan sát đúng cách trong khi bạn di chuyển. Câu 7 5. Bạn sắp lái xe về nhà, bạn cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu dữ dội. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là đợi cho đến khi bạn ổn và khỏe trước khi lái xe. Thứ hai là lái xe về nhà nhưng uống thuốc đau đầu. Thứ ba là lái xe về nhà nếu bạn có thể tỉnh táo cho cuộc hành trình. Và thứ tư là đợi một lúc rồi lái xe về nhà thật chậm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất hãy đợi cho đến khi bạn ổn và khỏe trước khi lái xe. Tất cả sự tập trung của bạn nên tập trung vào việc lái xe của bạn. Bất kỳ nỗi đau nào bạn cảm thấy sẽ làm bạn mất tập trung và bạn nên tránh lái xe khi buồn ngủ. Cách hành động an toàn nhất là đợi cho đến khi bạn nghỉ ngơi và cảm thấy tốt hơn trước khi bắt đầu hành trình của mình. Câu 76. Vạch trắng liền ở bên đường có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đèn giao thông phía trước, thứ hai là cạnh của làn đường, thứ ba là lối đi bên trái và thứ tư là lối đi xe đạp. đáp án đúng ở đây là án thứ hai cạnh của làn đường xa lộ. Các đường màu trắng liên tục cho thấy các cạnh của làn đường. Nó có thể đặc biệt hữu ích khi tầm nhìn bị hạn chế, chẳng hạn như vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Nó sẽ ngừng ở một số nơi, ví dụ ở tại các ngã ba lối vào hoặc các lối mở khác. Câu 77, bạn đang lái xe trên xa lộ hai chiều này, tại sao bạn có thể cần phải đi chậm lại? Thứ nhất là có một đường trắng bị đứt ở trung tâm Thứ hai là có những vạch trắng liền ở hai bên Thứ ba là có những công trình đang thi công ở phía trước Và thứ tư là không có lối đi bộ Thì đáp án đúng ở đây là đáp thứ ba Biển báo này cho thấy là có những công trình đang thi công ở phía trước Hãy quan sát phía trước và đọc bất kỳ dấu hiệu biển báo nào trên đường khi bạn lái xe. Nó ở đó để thông báo cho bạn về những gì diễn ra phía trước. Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải đi chậm lại và thay đổi hướng. Hãy kiểm tra gương của bạn để bạn biết những gì đang xảy ra xung quanh trước khi bạn thay đổi tốc độ hoặc chuyển hướng. Câu 78: Bạn đang chờ đợi để rẽ ra một ngã ba, tầm nhìn của bạn bị hạn chế bởi các phương tiện đang đỗ. Bạn nên làm gì để có thể quan sát được các xe đang lưu thông trên đường bạn định rẽ ra? Thứ nhất là quan sát các phương tiện phía sau bạn. Thứ hai là nhìn hình ảnh phản chiếu của các phương tiện giao thông qua cửa sổ của các cửa hàng. Thứ ba là giao tiếp bằng mắt với những người tham gia giao thông khác. Và thứ tư là kiểm tra các phương tiện giao thông qua gương bên trong của xe bạn. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Nhìn hình ảnh phản chiếu của các phương tiện giao thông qua cửa sổ ở các cửa hàng. Bạn phải chắc chắn rằng bạn sẽ an toàn khi rẽ ở ngã ba này hãy cố gắng tìm kiếm hình ảnh phản ánh của xe cộ đang tham gia giao thông qua cửa sổ của các cửa hàng hay từ cửa sổ của những chiếc xe đang đỗ